Cô xin chào các con. Chào mừng các con đến với hoạt động làm quen chữ cái. Và ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với nhóm chữ cái G, Y. Trước khi vào bài, cô có một bức tranh tặng cho các con. Để xem bức tranh gì, các con hãy cùng với cô quan sát nha. Cô tặng cho các con bức tranh gì đây? À, đúng rồi, đây là tranh ga tàu. Dưới bức tranh cô có từ ga tàu. Các con cùng đọc lại với cô. Ga tàu, ga tàu. Một lần nữa, ga tàu. Các con ơi, các con hãy quan sát trong từ ga tàu có những chữ cái nào mà các con đã được học. À, đó là chữ A, chữ tờ và chữ U. Còn một chữ cái nữa mà hôm nay cô muốn giới thiệu cho các con đó là chữ G. Cô sẽ giới thiệu cho các con. Các con hãy lắng nghe cô phát âm nha. Cô có thể chữ G, các con lắng nghe cô phát âm nha. G, G, G. Một lần nữa. G, G, G. Ai giỏi nói cho cô biết cấu tạo của chữ G gồm những nét nào? À đúng rồi, chữ G gồm một nét cong tròn khép kín và một nét móc ngược về phía bên trái đó các con. Các con hãy cùng phát âm lại với cô nha. R, G, G. Cô có các kiểu chữ G khác nhau, chữ G in hoa, chữ G in thường và chữ G viết thường. Ba chữ G này tuy có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là G. Các con đọc lại với cô. G, G, G. Một lần nữa. G, G, G. Cô có một câu đố, các con lắng nghe câu đố đó là gì nha. Chẳng phải là chim mà bay trên trời, chở được nhiều người đi khắp mọi nơi, đố các con là gì? À đúng rồi, đó là chiếc máy bay đó các con. Cô có bức tranh máy bay. Dưới bức tranh cô có từ máy bay. Các con cùng đọc với cô. Máy bay, máy bay, máy bay. Một lần nữa, máy bay. Trong từ máy bay có rất nhiều chữ cái mà các con đã được học rồi. Các con hãy quan sát xem đó là chữ gì nha. À, chữ M, chữ A, chữ B. Còn lại chữ Y mà hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con đó. Cô có thể chữ Y, các con lắng nghe cô phát âm nha. Y, Y, Y. Một lần nữa. Y, Y, Y. Các con hãy quan sát chữ Y và nói cho cô biết cấu tạo của chữ Y như thế nào. Chữ Y được cấu tạo gồm một nét xiên ngắn bên trái và một nét xiên dài bên phải. Hai nét này kết hợp lại tạo thành chữ Y đó các con. Các con cùng đọc lại với cô nha. Y, Y. Cô có các kiểu chữ Y khác nhau. Chữ Y in hoa, chữ Y in thường và chữ Y viết thường. Ba chữ Y này tuy có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là Y. Các con cùng đọc với cô nào. Y, Y, Y. Một lần nữa. Y, Y, Y. Bây giờ bạn nào giỏi nói cho cô biết sự giống và khác nhau của chữ G và chữ Y nào. À, chữ G và chữ Y không có điểm giống nhau nha các con. Chỉ có điểm khác nhau thôi. Đó là chữ G có một nét cong tròn khép kín và một nét móc ngược về bên trái. Còn chữ Y thì có một nét xiên trái ngắn bên trái và một nét xiên dài bên phải. Bây giờ cô sẽ cho các con chơi một trò chơi. Trò chơi có tên là vòng quay diệu kỳ. Trên màn hình cô có một vòng quay. Phía trên vòng quay có một mũi tên. Khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ chữ cái nào thì các con hãy đọc chữ cái đó to lên nhé. Chúng ta bắt đầu chơi thôi nào. G, G, G. Y, Y, Y. G, G, G. Y, Y, Y.
Y, Y. Vậy là các con đã được làm quen chữ cái G-Y. Qua tiết học ngày hôm nay, các con ở nhà có thể ôn lại những chữ cái mà hôm nay các con đã được học. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con vào tiết học sau nhé.